Đây là một cái xóm của vùng cao của tỉnh Quảng Ngãi. Người dân ở đây thì chỉ có là đi làm rừng và sinh sống. Ở đây thì không có trồng được được lúa và người ta sống như vậy thôi rồi ăn đồ rừng chứ cũng không đủ lương thực để mà ăn dùng tất cả các tháng ở trong năm. Các em học sinh ở đây thì đi học rất là xa. Đi khoảng 20 km nên là cái điều kiện thuận lợi để cho các em đi học là không có, dường như là không có, rất là khó khăn. Hy vọng rằng là mọi người có thể giúp đỡ được cái địa phương này, cái nơi ở này, cái chỗ này được nhiều hơn. Nhà nhà họ khổ quá Thấy bà bước khổ. thấy. Bây giờ qua thăm bà đi. Bà làm gì đó? Hả? Bà đâu có làm được đâu. Ở nhà hả? Dạ. Bà làm gì? Ở nhà. Ở nhà hả? Dạ. Ở nhà hả? Không có đi làm hả? Không. Rồi ai nuôi? Không ai nuôi. Rồi đủ cơm ăn không? Không. Rồi gạo đâu ăn? Có đủ ăn không? Cái gì ăn cũng có. Cái gì ăn cũng có được hả? Có con cái gì không? Không hả? À, mẹ không có, ba không có, anh em cũng không có. Dạ. Thôi mua gạo ăn nha. Dạ. Để thầy chào nha. Giữ gìn sức khỏe ha. Dạ. Đây. Đây. Đi mà đi ngủ mà không được ra tới Đà Nẵng mà không được cho nên là nó dẫn đi mà bây giờ cái bướng như vậy đó không ngủ được mà.